Rồi. Chào các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đọc 23 phổ âm trong tiếng Trung cho các bạn là mới bắt đầu tìm hiểu tiếng Trung. Trước tiên, mình sẽ tìm hiểu phổ âm bờ. Phổ âm bờ trong tiếng tiếng Trung đọc là pua, 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 hay là giống như âm pờ của tiếng Việt vậy, giống như âm pờ của tiếng Việt vậy, pua, pua, hay là giống như âm pờ của tiếng Việt, pua, giống như âm pờ vậy, giống như âm pờ của tiếng Việt, đọc là pua, pờ, pua, pờ, 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 pua. Tiếp theo. Phụ âm P. Đây, phụ âm P này. Mình đọc như âm pờ. Tiếng Việt thì không có âm pờ các bạn chú ý nhé. Tiếng Việt thì lại không có âm pờ. Đây, không có âm pờ. Cho nên mình sẽ ghi chú là âm phờ phẩy. Phờ phẩy đấy. Mình đọc là pua, pua, bật hơi ra, pua không phải phua đâu nhá, pua, phải, có nghĩa là các bạn có cái sự nhấn mạnh, mình đọc là pua, 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 giống như pua. Tiếp theo phụ âm m, mình đọc là mua, mua, m, mua, mua, mờ, mờ, mua, mua, mờ, hay là mưa cũng được, mờ, có nghe đọc như mờ của tiếng Việt. Tiếp theo phụ âm f, mình đọc là phờ, hay là phưa, hay là phua cũng được, phờ, phờ, phờ. Đấy. Phụ âm giờ này mình đọc như âm tờ vậy, tưa, tưa, tờ, tờ, tưa, 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 tờ. Phụ âm t mình đọc như âm thờ vậy, thưa, 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 thưa. Phụ âm n mình đọc như âm nưa, âm n vậy, nưa, nưa, nưa. Phụ âm L mình vẫn đọc như âm L vậy, lưa, lưa, lưa. Phụ âm G mình đọc như âm cờ vậy, tự âm cờ, cưa, 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 cưa. Phụ âm K mình đọc tựa như âm khờ vậy, khưa, 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 khưa. Phụ âm hát mình đọc tựa như âm hờ, hưa, hưa, hưa. Phụ âm di mình đọc tựa như âm chờ, chờ tiếng Việt, chi, 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 chi. Phụ âm quy này, quy âm là bật hơi, bật hơi ra, chi, 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 x xì bật hơi ra, si, sờ, si, si, đọc sờ bình thường, sờ, si, si. Tiếp theo phụ âm y mới đọc là y, y, hơi tóc một chút, y, y, v kép này, phụ âm v kép mình đọc là u, u. Tiếp theo phụ âm R uốn lưỡi, cho lưỡi ở bên trong, gọi đầu lưỡi trong, uốn lưỡi, r, 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 r. Phụ âm Z đầu lưỡi trước, z, 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 cho lưỡi là sát răng ấy, đầu lưỡi trước, z, giống như trà nhẹ, z, z. Phụ âm C, đẩy lưỡi ra, đẩy dưới sang sư,
sư để giữa sát răng, răng xong rồi đẩy lưỡi và hơi cho hơi luồng hơi ra một chút. Sư 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 S xì mình đọc là sư 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 à, TR là ZH này. Đây là âm uốn lưỡi giống âm trò vậy. Chư 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 CH bật hơi. Chư chư bật hơi. Chư 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 SH giống như âm sò vậy, giống như sò vậy, sò vậy, uốn lưỡi được. Sư 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 sư. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa. Pua 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 mua 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 mưa hay mua đều được nhé. Chú ý là đọc như mờ và như phờ vậy thôi. Còn cái từ ưa này là phần ghi chú thôi. Phơ tưa thưa nưa lưa cưa khưa khưa chi chi si y u r z s s z ch sh. Phần này nếu bạn nào mà muốn mình chỉnh phát âm thì các bạn kết bạn Zalo cho số này nhé, 0838406656. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, chào các bạn nhé.